Phép chào anh Giai nhé. Rồi anh có thể anh giới thiệu hôm nay anh về đây cùng với ai? Dạ, đi với lại thằng trai lớn. Dạ, rồi. Đi thằng trai lớn mà bây giờ vợ nó đi sáng thứ năm đi làm. Đi làm rồi đi tới bữa nay luôn mà đi tìm kiếm không có. Rồi em cũng xin lên trên Hải. Anh Hải giúp giùm đi kiếm giùm vợ em về cho con đi học đồ này kia. Nó bây giờ nó cũng không... nó khóc có ngày, con còn nhỏ khóc có ngày, xin cộng đồng mạng thấy tên Diều Thị Loan đó, thấy ở đâu về khuyên kêu về giùm. Anh cho biết này, anh họ tên là gì? Tôi tên Võ Văn Ý. Võ Văn Ý ha? Dạ, Võ Văn Ý. À, anh Ý nhiêu tuổi rồi? Năm nay 47 tuổi. 47 tuổi ha? Anh nguyên quán ở đâu? Quê quán Dịch Giá, Kiên Giang. Kiên Giang, hiện nay anh đang sinh sống ở đâu? Sinh sống ở Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ. Ồ. Hôm nay anh đi về con trai, về đây nhờ anh em Bình Chánh Bình Dương tìm vợ. Dạ. Anh cho em biết là vợ anh họ tên là gì? Diều Thị Loan. Diều. Diều, họ Diều. Diều à, cây diều đúng không? Dạ. Diều sáo đúng không? Không. Diều dê, chỗ có chữ dê đúng không? Dạ. Dê đê đúng không? Dạ, diều thì không có chữ e á, diều. Diều. Diều, diều hả? Diều. Diều. I E U U đúng không? Diều. I U à. I U. Yêu yêu. Ồ, tên này khó đọc quá nhỉ. Người Hoa. À, tên người Hoa đúng không? Dạ. Diều khó, Diều thì Hoa hả? Ờ, vợ anh nhiêu tuổi rồi? Diều Thị Loan. Diều Thị Loan. Dạ. Vợ anh nhiêu tuổi rồi? Vợ năm nay 41. 41, anh 47 tuổi. 47. 41 là sinh năm mấy? 82. 82, tuổi Tuất hả? Tuất. Yeah. Anh cho biết này, vợ anh hiện nay đang làm công việc gì, vợ ở đâu? Làm đi quét dọn, quét rác bên cây xanh. Quét rác cây xanh? Dạ. Ở đâu? Đi cũng đi làm cây xanh mà đi ở đâu ở tỉnh nào? Thành phố Hồ Chí Minh. À, thành phố Hồ Chí Minh nhỉ. Vợ anh làm công việc này lâu chưa? Cũng lâu rồi, 3-4 năm. À, 3-4 năm thì cũng không phải là lâu lắm, cũng vừa vừa thôi. Dạ. Trước đây vợ anh làm gì, vợ ở đâu? Trước đây thì vợ nó cũng đi làm phân bón bình điền á. À. Gian giờ nó nghỉ xuôi rồi đi qua bên đó làm. Anh được mấy người con rồi? Hai đứa. Dạ. Thằng này là con trai thứ hai, còn dạ, nhỏ con gái nữa. À. Anh hiện nay đang làm công việc gì? Đi làm công trình. Công trình nhà làm hồ hay làm gì? Gắp kính đó. Bên kính tòa nhà mình gắp cao đó. À, gắp những kiến của những tòa nhà đúng không? Dạ, chung cư đúng không? Chung cư những quầy nhất. Hai vợ chồng anh thu nhập ổn định không anh? Thì cũng lót cũng qua ngày vậy cũng định. Thu nhập ổn không? Mình có nhà thành phố Hồ Chí Minh không? Có nhà ở Bình Chánh. Ờ, có nhà luôn hả? Vợ chồng anh sinh sống ở đây lâu chưa mà cũng có nhà là tốt rồi. Nhà của ông già để lợi. À, ông già anh ấy hả? Dạ, ông già mới mất mùa dịch đó rồi để lợi cho con trai. Thế là bây giờ là anh gọi là thừa kế lại cái căn nhà đó. Đúng không ạ? Dạ, cũng ở nhà đó, nhà thờ. À, nhà thờ thì đồng ý rồi, sau này làm nhà thờ rồi. Nhưng mà bây giờ là trước mắt là anh và vợ và các con ở đó. Dạ. Là nhà của cha ông để lại. Dạ. Dạ. Anh thì công việc giờ ổn định không? Cũng ổn định. Công việc đi làm công trình mày làm tối ngày 6 giờ sáng mà đi ra tới vô làm là 7 giờ. À. Làm tới 8 9 giờ tối mới về không. Ồ, thời gian cũng dài ha. Thế còn vợ anh nhìn đi làm công việc cái có ổn định không? Cũng ổn định, đi làm gác cũng ổn định. Vợ anh giờ đi tối hay đi ngày? Đi ngày, còn ngày không ạ? Mấy giờ đi, mấy giờ về anh? Nhiều khi vợ 7 giờ mấy đi. 7 giờ mấy đi? 7 giờ mấy đi mà tới 4 giờ chiều về. 5 giờ là nghỉ rồi. Còn là 5 giờ nghỉ ha. Mà mấy cái tuần nay là 9 10 giờ về không ạ? Kỳ vậy? Là giờ hỏi tới vợ thì vợ lo đi tăng ca thì mình cũng nghĩ là tăng ca quất gác. Nhưng mà từ trước là có tăng ca không anh? Dạ, từ trước giờ cũng có. Cũng có nhưng mà ít hay nhiều? Cũng lâu lâu cái trời mưa gió rồi á, rồi cây nó ngã rồi đó. Là rồi, có rồi người ta báo là kêu đi dọn. Mấy hôm nay trời gọi là trời yên biển lặng rồi, đâu có cây đổ đâu. Dạ. Đúng không? Mà tăng ca thì anh thấy là nó sai sai đúng không? Dạ. Trong cái thời gian vừa qua này, hai vợ chồng anh tối về có ngủ chung không? Dạ có, ngủ chung. Anh thấy vợ anh có nhắn tin hay gọi điện cho ai không? Có, mà thấy nó tối nó chơi điện thoại rồi nó cười, mình không nghĩ là về. Mình chơi điện thoại thì hỏi tới thì cái điện cho anh Loan, nhắn cho anh Loan, Loan đồng nghiệp làm. Nhưng có phải không? Anh hỏi lại có phải không? Thì hỏi gì đó thì vợ là... Nhưng mà anh hỏi lại cái chị Loan nào đó nó có phải không? Thì mình không để ý đó. Mình nói kia có lần anh hỏi vợ thì vợ nói vậy thì anh biết vậy thôi. Dạ, còn thực sự là có hay không anh không biết. Cười hả hả gì đó rồi. Vợ anh xem điện thoại khuya không? Cũng khuya. Mấy giờ? Thì 9 10 giờ.
9-10 giờ lúc đó nhiều khi cái em là ngủ. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, Erythrocyte chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Ngủ rồi, đi ngủ rồi, giờ sáng đi làm sớm rồi. Anh ngủ trước ha? Dạ. Còn vợ thì thường thường 9-10 giờ, nhưng mà thậm chí có thể hơn, anh không biết đúng không? Dạ. Nói chung là anh không chính xác được, không biết giờ mấy, bởi mình ngủ trước rồi. Vợ anh cái thời gian vừa rồi là làm đi làm việc về là ăn mặc đẹp không? Không, bình thường vậy đó. Vẫn ăn mặc như trước hả? Ăn mặc như trước vậy đó, rồi đi về cũng rồi tháo đồ ra, rồi ôm cho nội rồi, nặng cho nội rồi, vậy kia rồi, vô tắm rửa rồi ăn cơm. Vậy là anh có cháu nội luôn hả? Có cháu nội hả? Vợ anh trước khi đi này là đi buổi sáng hay buổi tối? Hôm mất tích á? Sáng. Sáng đi. Sáng đi là chiều tối rồi không có về luôn là. Con này cũng đi làm bình thường nhưng mà không về. Không, đi làm bình thường cũng có bận đồ đi làm rồi xách giỏ đi làm được. Mấy giờ anh phát hiện được là vợ không về? Từ 7 giờ mấy là 7 giờ mấy tối là em đi làm về rồi mới điện. Điện là còn đổ chuông. Đổ chuông vào trong xuôi tới 8 giờ mấy là điện không được luôn. Rồi cái trông đợi ở nhà đi ra đi vô đi kiếm rồi trông đợi ở nhà rồi cũng điện không được, rồi qua ngày mai mới hỏi nhỏ tổ trưởng á, nó nói chỉ làm về sớm lắm, giờ chỉ mới tối nay 8 giờ nhắn tin cho em là xin nghỉ làm luôn rồi. Ô trời. Đó, nhắn tin cho em là xin nghỉ làm luôn rồi. Vậy là đi làm về trễ lắm nhưng mà hôm đó là xin nghỉ luôn. Xin nghỉ luôn. Nghỉ thẳng luôn. Dạ. Ô. Vợ anh trước đây có thông báo với anh là cho anh chuẩn bị nghỉ không? Hồi đó lúc trước thì có xin nhỏ tổ trưởng nghỉ luôn. Rồi con nhỏ tổ trưởng thôi gắn làm đi. Trước đây là cũng xin rồi. Trước đây có xin rồi mà nhỏ tổ trưởng thôi gắn làm đi kiếm tiền nuôi con cái đồ này kia. Là lâu chưa anh? Lâu rồi. Khoảng bao nhiêu thời gian rồi? Cũng mấy tháng. Gọi là có mấy tháng này là có xin nghỉ rồi. Nhưng mà tổ trưởng người ta đang muốn giữ lại. Nhưng vợ anh cũng líu kéo cũng muốn làm lại một thời gian ít bữa nữa. Nhưng đến giờ phút này là nghỉ luôn. Anh có thấy vợ anh nhắn tin với ai đó mà bất thường không? Anh thấy là những cái cuộc gọi hoặc những cái tin nhắn bất thường không? Cũng không. Vợ anh có đăng hình ảnh trên mạng không? Không. Không đăng à? Thế khổ nhỉ. Vợ anh trước khi đi này có đem theo tài sản đi không anh? Thì có mà vàng dòng thì bán hết rồi. Bán khi nào rồi? Bán cho nợ cho người ta rồi để nợ gì? Anh nợ hay là vợ nợ? Vợ nó cũng như nó mượn cái thẻ của ngân hàng gì xài đó, giờ hết tiền rồi đó. Rồi sợ đâu đóng tiền lợi này kia, giờ mới đeo bộ vòng mới bán. Vợ anh mượn ngân hàng đó là xài gia đình hay xài riêng hay xài một mình? Em cũng không biết. Nói chung là cái số tiền anh không biết. Không biết. Vợ anh mượn nhiều không? 10 triệu. Có 10 triệu thôi, lâu chưa? Thì không biết nó mượn lâu chưa mà mượn 10 triệu xuôi rồi đeo bộ vòng bán. Nhiều vòng không anh? Vâng. Nó hỏi tới là bán bộ vòng nó 30 mấy triệu. Ồ. Là trả cho anh ta 10 triệu là còn 20 mấy triệu. Bỏ trên gác đó, cho ngủ đó, bỏ trên gác. Vẫn còn? Mất. Mất tiền luôn? Mất tiền luôn, rồi vợ nó báo, nó nói là mấy người ơi, tôi bị mất tiền rồi, nó nói tiền gì mất. Nên tôi bán bộ vòng ra tôi để cho tiền trên gác mất rồi. Thôi mất rồi mình nói thôi mà cái xui rồi mất rồi bỏ đi em ơi. Cửa đi thay người mà bỏ không nói gì hết. Nhưng mà vợ tiền vợ anh để trên gác ấy là trong nhà anh có ai không? Có con dâu với cháu nội. Nói chung chỉ có gia đình thôi. Dạ. Người khác không có vô. Nhà khóa cửa không? Bữa đó sáng đi làm hết rồi. Không ai nhà. Có mình con dâu với lại cháu nội ngủ trong buồng á. Nhưng mà nhà anh liệu có ai đột nhập theo anh? Không, mình cái đó mình không để ý mà con dâu nó đã đẩy trong buồng á, nó ngủ trong buồng cho nó leo lên gác nghe đùng 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 mà nó ngủ mê quá nó dậy không nổi. Giờ xưa lắc cái gì nổi hôm xưa mới điện cho mẹ nó, điện cho mẹ nó mẹ trong có... nhà có người mà ban ngày làm gì có ai vào trong nhà mình mà lục trên gác mà ăn trộm đùng đùng được. Thì đó con dâu nghe vậy nó nói vậy, nó lại ngủ, nó ngủ mê quá nghe vậy thôi. Nói chung là thực sự con dâu anh cũng không biết. Không trả lời vâng cua vậy thôi chứ đừng không biết. Thì bây giờ mắc đồ thì thôi bỏ. Nhưng mà trong nhà anh nhà ngủ, con dâu anh ngủ trong nhà là có khóa cửa không? Cái cửa hiếp là thôi.
Khép mà. Anh có nghi ngờ là liệu có ai đi tới đi lui vào nhà anh hoặc là đi tới lưu khu đấy để vào ăn trộm không? Không, không nghi ngờ ai. Ồ, này em nói thẳng nghi vợ anh rồi. Chứ không, chẳng không ai con dâu mới không có người nào hết á. Nha. Bởi vợ anh mà ăn vàng mà giấu ở trên gác thì người ta ăn trộm, mà để sơ sảnh bên dưới không có người nhà nó ăn trộm thôi, hoặc nó vào lục thôi. Còn có người thì không ai dám ăn trộm nào mà to gan cả gan là vào lục nhà để ăn trộm cả, biết rõ trong nhà có người. Vì vậy nhà em nghi là cái số tiền đó có thể là vợ anh mua bán hoặc làm gì đó hoặc cho ai hao hụt mất dần, mà vợ anh giả bộ nói như vậy để cho có cớ thôi. Đó. Chứ đến giờ phút này nếu mà vợ anh còn ở nhà thì cái chuyện khác, còn đi làm ăn bình thường cái chuyện khác, mà vợ anh đùng cái mất tích luôn mà bỏ nhà đi luôn thì là một điều thực sự vô lý rồi. Anh thấy cái tình cảm trong thời gian vừa qua là vợ anh dành cho anh nhiều hay ít? Cũng có quan tâm đến gia đình không? Quan tâm với anh không? Cũng quan tâm rồi, cũng sáng ngày cũng nấu cơm nấu nước, dở cơm rồi theo ăn. Nhưng mà anh nhìn thấy cái tâm trạng bình thường? Cũng bình thường. Hồi hộp nó âu gì không? Cũng bình nhìn thường. Nhìn khuôn mặt, nhìn mắt ấy có biểu hiện gì khác thường không? Khi em thấy cũng bình thường, về cái này cái kia rồi, rồi cơm nước đồ trong xuôi rồi sáng ngủ về sáng 5 giờ là vậy rồi. Nấu cơm nấu nước thì dở cơm, hai cho con dở cơm theo ăn rồi đi thôi. Vợ anh có chơi trên mạng xã hội như trên TikTok không? Anh có biết không? Không, không. Anh không biết hay là anh không 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 biết. Không biết à? Yeah. Nói chung vợ anh chơi cái gì anh không biết. Không có biết. Thỉnh thoảng anh về chỉ mới thấy là vợ nói chuyện là cười thôi, rất là cười thôi. Ờ đúng không? Là xem điện thoại cười. Yeah. Còn cười cái gì thì vui chơi hay hài hay nói chuyện ai đó là anh không biết. Đó là những cái biểu hiện tâm trạng nó không bình thường. Bởi vì em ghi nhận được cái thông tin như vậy là chứng tỏ là vợ anh có thể là quen với người khác nha. Nhưng mình chưa dám chắc chắn là quen với ai đó. Nhưng có thể là vợ anh quen với một ai đó. Đến giờ phút này là vợ anh đi luôn. Chứ không bao giờ mà vợ anh quen mà để mất tiền mất bạc một cách vô lý như vậy. Đúng không ạ? Mà hàng ngày này nói chuyện như thế mà vợ anh muốn nghỉ rồi, ý định nghỉ rồi. Mà nghỉ ở nhà vợ anh có việc gì làm không? Không. Nghỉ làm đâu có việc gì làm đâu. Tại nếu nghỉ là ở nhà không có việc. Dạ. Vợ anh làm đấy một tháng được khoảng mấy triệu anh? Một tháng cũng 6 triệu mấy. Vợ anh có đem tiền về nhà bao giờ? Anh có thấy tiền không? Không. Không thấy tiền à? Không. Từ trước ngày không thấy tiền? Không. Ai là người lo cơm áo gạo tiền ở trong gia đình anh? Cũng như là cơm áo gạo tiền thì em đi làm. Đi làm rồi tới lương, lãnh lương và chi đưa cho vợ. Đưa hết cho vợ. Vợ mua đồ ăn, mua rau, mua củ quả, gạo, muối chẳng hạn. Thế còn vợ anh làm với tiền, vợ anh không biết không? Không. Từ trước không quan tâm luôn. Không quan tâm, đâu không biết tiền bạc gì đâu. Đó là những cái dấu hiệu nó cũng không có bình thường. Em nghi rằng có thể là vợ anh không phải bây giờ đó. Vợ anh có thể quen với ai đó lâu rồi chứ không phải bây giờ. Vì vậy cho đôi khi là lén nút, thậm thụt. Nhiều khi không tăng ca nhưng bảo tăng ca. Nhiều khi không đi làm nhưng xin nghỉ nhưng mà bảo đi làm. Đó, anh thì đi sáng tới tối anh mới về, anh đâu có biết được cái chuyện đó. Đúng không? Có nhiều người phụ nữ người ta rất khéo, nhưng mà đây là mình cũng chỉ là suy đoán thôi. Còn mọi chuyện hiện nay thì cũng chưa biết là đúng thực hư câu chuyện như nào. Đúng không ạ? Chưa dám chắc là vợ anh có phải là đi với người đàn ông khác hay không, nhưng mà đây là có rất nhiều dấu hiệu có thể là vợ anh có thể là quen với ai đó. Vợ anh mới đi thế này. Tự dưng mà anh có làm gì cho vợ buồn, hoặc là các con anh làm gì vậy cho mẹ buồn không mà vợ anh bỏ đi? Không. Không luôn. Hoàn toàn gia đình là không có chuyện gì xảy ra. Không có chuyện gì xảy ra. Anh có đánh vợ bao giờ không? Đâu có gì đâu. Từ trước có đánh vợ bao giờ không? Hồi xưa thì có. Thời xưa đúng không? Hồi xưa lúc mày còn nhỏ. Thì có. Mày còn nhỏ thì có một hai bậc tay vậy thôi. Là thời xưa thôi. Còn không phải bây giờ. Bây giờ không có. Mới đây là không có xảy ra cái câu chuyện cãi vã nào. Không có mất đoàn kết nào đúng không? Mà vợ tự bỏ đi. Vợ anh đi ấy, là cái số tiền thì mất rồi. Mình cứ cho là mất rồi. Nhưng vợ anh đi bằng phương tiện gì? Đi xe. Xe gì anh? Xe Sirius màu đỏ, màu trắng. Sirius màu trắng. Sirius màu trắng. Biển số mấy anh? 224285. Không, biển số đầu là số gì? Của tỉnh nào? 54 59 ở 59. 59 gì? Anh là 2. Anh L. Anh 59 L2. L2. 24285. 24285. Sirius màu trắng. Vợ anh là đặc điểm nhận dạng cao 1 mét mấy? 1m6. 1m6. Trên khuôn mặt nó có biểu hiện gì không? Khuôn mặt nó có nốt ruồi hay là có cái gì đâu? Có dễ gì nhận không? Có cảm trẻ. Cầm trẻ hả? Gần giả. Vợ anh từ trước là đã từng bỏ nhà đi mấy lần rồi? Không có lần nào. Chưa lần nào? Dạ. Còn có đi hay không, đi trong ngày hay đi vài tiếng này anh không biết. Còn đi hẳn thì chưa có. Lần này là đi luôn. Anh cho em biết lại là vợ anh họ tên đầy đủ là gì mà sinh ngày tháng năm mấy? Tên Diều Thị Loan. Sinh ngày 21 tháng 6 năm 1982. Nguyên quán ở đâu?
quận 8. Nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, quận 8. Còn anh là nguyên quán ở gốc là miền Tây. Miền Tây. Đó, An Giang hả? À, Kiên Giang. À, Kiên Giang, rạch giá Kiên Giang. Ồ. Anh lấy vợ là trước anh lấy là anh quen ở trên thành phố Hồ Chí Minh hay là anh quen ở quê? Quen trên thành phố Hồ Chí Minh. Bên nội thì kế nhà bên vợ. À, xong quen nhau. Xong rồi chắc là quen nhau đúng không? Dạ. Ồ. Mình trong một thời gian mà xong sống với nhau là anh thấy cái cuộc sống có tốt đẹp không? Hạnh phúc không? Thì hạnh phúc đâu có gì đâu. Mới đây thôi à, mới đây mới bất thường mới bỏ đi. Vợ anh có vui vẻ hòa đồng không? Vui vẻ. Chứ không có gì hết trơn á. Nói chung là hôm đấy là sáng hôm đấy là vẫn nấu cơm ăn bình thường. Dạ. Vẫn cầm cơm đi. Dạ, sáng cầm cơm đi nấu cơm rồi dở cơm hai cho con đi, đi trong xuôi rồi tới chiều 7 giờ. Bữa đó em làm tới 5 giờ tăng ca ăn tiếng là 6 giờ. 6 giờ ông xưa từ vào chỗ làm về tới nhà làm tiếng hồ là 7 giờ. 7 giờ cái tắm rửa ông xưa cái nằm giọng cái điện thoại cho vợ cũng đổ chuông. Đổ chuông cái mình nghĩ chắc một bạn làm cái không có nghe máy. Giờ ông xưa cái tới 8 giờ mấy điện là không được luôn. Giờ. Trước những cái hôm mà vợ anh chuẩn bị gần bỏ đi thế này, anh và vợ vẫn ngủ chung? Dạ, vẫn ngủ chung. À. Anh thấy cái tình cảm cho vợ sao? Cũng bình thường, cũng lúc đó em ngủ, em còn thức, vợ cũng còn thức. Rồi thì em mở điện thoại lên nghe kinh đó, nghe nhạc nghe kinh đó. Rồi vợ thì cầm điện thoại cũng coi cái này coi cái kia, mình đâu quan tâm tới coi này coi cái kia, rồi em nghe ngồi cái em ngủ luôn. Hai vợ chồng anh gọi nhau bằng gì? Bằng vợ chồng hay bằng anh em hay là bằng nào? Mấy người mà. Gọi bằng mấy người à? Kỳ vậy? Mấy người. Xong gọi anh hoặc là em hoặc gọi vợ, gọi chồng hoặc là mày tao, mọi người gọi mấy người kỳ vậy? Quen miệng rồi đó à, giờ. Gọi từ xưa rồi. Gặp vợ rồi, mấy người bữa nay mấy người có đi làm hơn. Mấy người có đi làm không? Chứ không hỏi vợ hay là hỏi em. Vì vậy cho nên em đang hỏi như vậy để em mới biết được cái câu chuyện. Có thể là vợ anh bây giờ đang nghe được chồng hay hỏi là mấy người, chứ không nói là em. Nhưng ra ngoài bây giờ gặp ông tướng là ông thần tài, ông thổ địa nào, ông nói em ơi em, hôm nay anh nhìn em xinh gái quá, hôm nay anh nhìn em dễ thương, hôm nay em khỏe không, em ăn gì chưa, đúng không? Là vợ anh là có thể là sẽ nói thật luôn, một phút thôi là say liền. Đó. Bởi vì lâu nay ở với anh ấy là cái cuộc sống có thể là mấy chục năm qua mình không nói chuyện ngọt ngào, tâm sự. Mà giờ thì gặp người ta thì chưa biết là người ta tốt hay xấu, người ta nói chuyện rất ngọt. Đó, thì phụ nữ mà thường người ta thích nghe những lời ngon ngọt và động viên, và có thể là những lời nói hoa mỹ. Đó, có thể là vợ anh say nắng say mưa người ta, là từ người ta tấn công bằng nhiều hình thức khác nhau. Có thể là mua quà, có thể là rủ đi ăn hoặc rủ đi cà phê, tâm sự. Đó, nó không cần thời gian dài, chỉ cần 1-2 tiếng là đủ rồi. Đó, từ đến giờ phút này là vợ anh quyết định là xin nghỉ hẳn luôn và bỏ đi luôn. Đó. Cái hôm mà vợ anh xin nghỉ như vậy là liệu có lấy được tiền không? Tiền bảo hiểm hay tiền lương có lấy được không? Chưa, anh có biết không? Không. Tiền lương thì chưa lấy được. Có điện cho bên nhỏ tổ trưởng, nhỏ tổ trưởng mới nhắn tin nhỏ tổ trưởng kêu lãnh lương. Vợ nhỏ tổ trưởng nói có gì về đây lãnh đi. Ừ. Rồi cho thôi đó, giờ ai cũng điện cũng không được, điện chặn cuộc gọi hết. À. Tắt điện thoại luôn. Tắt điện. Vợ anh có xài trên Facebook hay Zalo hay là mạng khác gì không? Tôi các trang mạng khác còn không? Còn hoạt động không? Không, chỉ biết là từ nay con gọi là gọi Zalo với Facebook thôi. Với số điện thoại thôi. Còn cái khác này không xài đúng không? Mà giờ phút này chặn hết rồi. Chặn vợ anh trước đây có biết chặn ai không? Không. Vợ anh trước đây xài, ví dụ xài Facebook á. Không. Mà ví dụ người khác người ta gọi anh, người ta làm phiền thì vợ anh có bảo ghét không. Mặt chặn luôn, có biết không? Không. Thế bây giờ biết chặn luôn không hả? Tự dưng là biết chặn luôn. Ồ. Đấy. Vợ anh giờ lên tầm cao mới rồi. Đấy. Từ nhiều khi thỏ lon nhưng mà lên ra rừng già là thỏ lon thành thỏ già hết. Đấy. Đến giờ phút này là có thể em đang nghi ngờ là vợ anh có thể là đi theo cái mối tình nào đó rồi. Nhớ, chưa biết đúng hay không. Rồi bây giờ thì nếu mà vợ anh mà đi mà không về nữa mà thực sự mà có người tình khác thì anh có buồn không? Buồn lắm. Anh năm nay 47 tuổi nha. 47 tuổi. Nhưng mà dù gì các con anh cũng lớn hết rồi đúng không?
lớn mà còn khó khăn, còn nhỏ nhỏ gái còn đi học đủ này kia. Học lớp mấy rồi anh? Học lớp 6 rồi. 6 nhỏ. Lớp 6 mà nó đi học bây giờ tối ngày nó khóc hoài, mấy chuyện qua này nó bệnh rồi luôn rồi, nó nằm luôn rồi. Con anh học giỏi không? Bé gái học giỏi không? Dạ. Bé gái hiện nay có biết mẹ đi đâu không? Không, giờ nó không biết luôn. Vậy là vợ anh không gọi gì cho ai từ về nhà từ hôm đó đến giờ phút này? Không gọi gì luôn. Mất tích luôn. Anh có thông báo cho gia đình bên vợ biết không? Có thông báo cho gia đình bên vợ biết mà bên vợ cũng đi tìm kiếm rồi này kia đó. Nói chung gia đình vợ cũng hỗ trợ đúng không? Nhưng mà hiện nay cũng chưa biết. Gia đình cũng khó khăn, bây giờ bà giờ vợ bà cũng nằm ở chợ, anh cũng không biết ngày nào có đi nữa. Bây giờ bà cũng giàu, bây giờ bà nằm chỗ thì bà không biết cái gì. Nói chung là không ai mong muốn là cái câu chuyện mà xảy ra rơi vào trường hợp gia đình nhà ai. Thì hôm nay thực sự câu chuyện buồn. Con nhà anh thì hiện nay được hai người con theo anh chia sẻ như vậy. Nhưng mà hiện nay là còn một bé gái đang tầm tuổi ăn tuổi học, đang rất cần cái tình thương của cha mẹ. Đặc biệt là cha đi làm rồi, có thể là cha là mình là đàn ông, không có thể nói chuyện với con gái được nhiều. Nhiều cái là thầm kín có là chỉ có mẹ nói chuyện được thôi. Mà mẹ giờ phút này bỏ đi luôn. Bây giờ anh hãy nói một điều gì đó để cho vợ anh xem được video này. Vợ anh suy nghĩ lại, nếu đúng thực sự vợ anh đi với người đàn ông khác thì vợ anh cũng quay trở về để cùng nói chuyện với hai cha con, rồi mời anh lên tiếng. Thôi bây giờ cũng như là cha con của anh á, để mà có làm cái gì cho em buồn á thì thôi bỏ qua cho cha con anh, còn em làm cái gì á thôi thì anh cũng bỏ qua hết. Em có gì em đi về đi làm, ráng làm nuôi cho con nó ăn học, để con nó bây giờ nó bỏ ăn bỏ học rồi, rồi nó bệnh chuyện qua, giờ nó bệnh nằm ở nhà rồi. Cháu nội nó cũng bệnh đi bệnh viện, mới về mới đi bệnh viện nữa. Thôi có gì anh đi về phụ tay chân làm kiếm tiền nuôi con cái, nên nó con gái nữa. Chứ anh bây giờ không biết làm sao, cũng đi nó con gái trong khi nó muốn sắm món đồ này món đồ kia, rồi anh cũng không biết làm sao bây giờ. Anh chuyện qua giờ anh cũng buồn, anh đi không nổi luôn. Anh cũng đi tìm em quá trời rồi, anh cũng đi hết nổi rồi. Bây giờ con lúc nào anh về rồi, con nó bệnh hoạn rồi, nhỏ gái thường nó có con gái nữa, nó có cái gì chết luôn. Bây giờ nó nằm ở nhà, nó nổi Abidan ở nhà, nó bệnh nó nằm ở nhà nữa. Vậy nghe tin vậy nó khóc chuyện qua nay. Em coi được cái video này thì về cho con nó vui đi, nơi nó bệnh nằm nó khóc. Anh cũng đi rồi, giờ tình trạng gì anh cũng đi làm hết nổi rồi, anh đâu có còn cái thể lực mà đi làm để kiếm tiền nuôi cho con nữa. Anh nghĩ quẩn chuyện qua nay, anh nghĩ quẩn không mà. Có gì em đi về đi rồi anh bỏ qua cho em hết à, anh không có nói cái gì đâu. Vợ chồng làm kiếm tiền nuôi cho con. Nếu anh em Hiệp Sĩ Bình Dương mà tìm ra mà không may tình huống xấu nhất có thể xảy ra, là trớ trêu nhất, là vợ anh đang ở với người ta, một người đàn ông khác, dạ, thì anh sẽ nghĩ sao? Chấp nhận bỏ qua cho hết, tha thứ hết về làm kiếm tiền nuôi cho con thôi, làm lại từ đầu đúng không? Nghĩ cái chuyện gì hơn. mình không có trách oán gì nữa, trách đúng không? Oán cái gì nữa. Chứ em đừng nghĩ mà vậy các em đi luôn thì cha con anh đi tìm đi kiếm rồi công ăn chuyện làm, bỏ qua hết thì nghỉ làm luôn, người ta đuổi nghỉ luôn. Bốn mấy tuổi là tuổi này cũng rất lớn rồi chứ không phải là nhỏ nữa. Không phải còn mười mấy 20 nữa chẳng hạn, đúng không? Thôi thì bây giờ để chơi thì cũng từ hôm đi giờ thì cũng đủ rồi. Dạ. Bây giờ không có gì bằng chính chồng và các con của mình, nó đang có nhà có cửa. Dạ. Cuộc sống rất êm đẹp. Mà anh theo anh chia sẻ thì anh thì sống với vợ thì cũng rất hạnh phúc. Không có vấn đề gì xảy ra, đúng không? Anh cũng không phải là nhậu nhẹt bê tha gì, anh hàng ngày hàng tháng anh đi làm kiếm tiền vẫn đưa cho vợ. Dạ. Để gọi là phụ giúp gia đình. Đấy, còn vợ anh làm bao nhiêu tiền thì hiện nay gia đình không biết. Không biết. Đó. Mà những ngày thậm chí là vợ anh không đi làm hay không thì vợ anh cũng không biết luôn. Anh cũng biết đi làm giờ nhiều khi vợ nó mình thấy nó quẩy độ đi. Em nghe được như vậy là em cũng thấy là anh đồng ý là anh cũng rất thương gia đình. Mình mải mê công việc. Chính vì lý do như vậy anh bỏ bê vợ con. Anh thiếu cái sự mà tinh tế. Đến giờ phút này vợ anh gặp người nào người ta nói chuyện là ngon ngọt. Đó thì câu chuyện là nó đến giờ phút này nó phức tạp như vậy. Rồi em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh. Rồi chào em trai bên này, em cho anh biết em tên gì? Em tên Võ Văn Việt. Võ Văn Việt, Việt nhiêu tuổi rồi? Em 23 tuổi. 23 tuổi, em có vợ rồi đúng không? Dạ. Mình cưới vợ sớm dữ vậy?
Ừ, hiện nay em đang làm công việc gì? Thì em cũng làm bên nhôm kính. À, hai cha con ha, đi cùng nhau ha. Nhưng mà làm to khác. À, ở chỗ khác nhưng mà nói chung là hai cha con ha. Rồi, em thấy trong cái thời gian gần đây nhất này, mẹ em ấy có gì bất thường hoặc có chia sẻ gì về buồn gia đình không? Không, mẹ em thấy vẫn bình thường. Em thấy không thấy dấu hiệu gì? Theo em ấy, ba em chia sẻ là mẹ em bán vàng được ba mấy triệu, thì anh nghĩ là nếu vòng tay để trên dưới một cây, trả 10 triệu cho ai đó, còn hơn 20 triệu để trên gác xếp. Mà mẹ em và gia đình đi làm, mỗi mình vợ em ở nhà, mà mẹ em nói là bị người khác, người ta bị mất tiền. Nói chung là đại là người ta vào lục mất tiền. Theo em thì có đúng hay không? Theo em nhìn nhận, tự em nghĩ mẹ em nói như vậy đúng không? Thì em cũng tin mẹ em, thì mẹ em nói sao em nghe vậy. Ừ. Nói chung là tin thôi. Tin. Còn thực sự là theo em thì có điều có ai vào nhà em lấy tiền không? Ngoài vợ em ra. Em không biết. Ừ. Đó, khó ha. Đấy, cái này thì chỉ có ai làm là người mới biết thôi, đúng chưa? Bây giờ em hãy lên tiếng, em hãy nói chuyện làm sao đó để cho mẹ em suy nghĩ lại. Thương con và thương cháu, thương chồng, mẹ em quay trở về cùng gia đình đi. Em nói, nói chuyện làm sao thực sự tình cảm nhất. Mẹ cũng coi được clip này á, thì mẹ về gán làm nuôi cho đứa em con, nó đang học, tuổi ăn tuổi lớn. Ba con cũng đi làm mà đâu có xích mích gì với mẹ đâu. Con cháu nội rồi cũng chờ mẹ ở nhà. Thật sự câu chuyện rất buồn. Qua giờ. Gia đình mình đã tìm vợ và em trai, để tìm mẹ những đâu rồi? Có đi vòng vòng cái khu dưới Bình Chánh nữa. Bình Chánh rồi với loại Hương Long. Cái vòng vòng. Anh vòng vòng anh tìm một đường không ra đâu. Bây giờ đang trong phòng. Còn phòng ở đâu thì chưa biết. Mà chưa biết là có phải là thành phố Hồ Chí Minh hay là tỉnh khác. Đó, hiện nay thì mình không thể chưa biết được. Rồi hôm nay thì hai cha con về đây nhờ anh em giúp Dương ghi hình. Gia đình mình ấy có đồng ý cho các anh em đăng tải cái thông tin để tìm vợ và tìm mẹ lên tất cả trang mạng xã hội không? Dạ, đăng lên đăng tiền cho dạ, anh với cô chú cộng đồng mạng thấy vợ về cứ lo ở đâu ấy, kêu đi về giùm với lại. Anh có đồng ý cho các anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ các thông tin của anh và của con trai lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ cũng như em trai để tìm mẹ không? Dạ đồng ý. Em trai đồng ý không? Rồi. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là cái câu chuyện tiếp theo. Trong thời gian vừa qua rất nhiều các chị em phụ nữ cuộc sống rất hạnh phúc và rất êm đềm. Nhưng không hiểu lý do nào đó mà các chị em gái có thể là bỏ chồng, bỏ con và ra đi. Có nhiều chị em ra đi đến giờ phút này không quay trở về mà chỉ có báo tin là tôi không về. Và tôi chán và tôi buồn. Đó, còn nhiều chị em thì đến giờ phút này cũng quay trở về và cũng nhận được cái lỗi lầm sai trái của mình. Vì không may mà lỡ quen những người đàn ông khác. Thế nên vì vậy cho nên là hôm nay thì hai cha con về đây để chia sẻ cái câu chuyện mà vì một người vợ rất hiền và một người mẹ đang làm một công việc rất ổn định. Đó. Nhưng đến giờ phút này không hiểu lý do nào đó mà tự dưng bỏ nhà đi luôn một cách không lý do. Vì vậy cho nên là hy vọng là các cô chú anh chị, đặc biệt là các anh trai hoặc các em gái, nếu ai xem trên mạng xã hội thì phải nói là rất tốt. Nhưng ở đâu đó mạng xã hội nhưng không phải cái thông tin, mà không phải cái gì cũng hay mà cũng tốt đẹp cho chúng ta để chúng ta cảm nhận. Mình xem được nhưng mà mình phải hiểu là đâu là đúng, đâu là sai. Nhiều khi là chúng ta cứ xem mà cười phớ lỡ, nhưng thực sự là nhiều khi người ta diễn để cho mình xem vậy thôi. Đó. Mà xem đến giờ phút này nhiều khi là mạng xã hội nó rất căng thẳng. Nhiều khi là người ta lên đó người ta làm những động tác, những hành động rất ảo. Nhiều người tưởng thật. Mạng xã hội là một cái mạng rất ảo. Vì vậy tán tỉnh dụ dỗ. Nhiều chị em khác có bỏ chồng bỏ con. Đặc biệt là trên mạng, trên hiện nay là nổi nhất là trên TikTok. Trên TikTok này 10 người xem hoặc live stream hát hò trên TikTok là 10 chị em gái là bỏ chồng và trốn chồng và đi luôn. 10 trường hợp. Ví dụ 100 trường hợp thì khoảng 5 trường hợp thì không đi, còn 95 trường hợp là đi. Có tỷ lệ hiện nay rất cao. Những người đăng trên mạng xã hội, những chị em phụ nữ mà đang có chồng rất sống rất hạnh phúc mà hát hò
là hầu như là bỏ chồng không. Hát một thời gian là bỏ chồng luôn. Đó. Đó, có một cái sức hút rất mạnh. Vì vậy cho hôm nay anh em mình xin dương ghi hình này, thì rất mong các cô chú anh chị hãy chia sẻ video này. Nếu ai phát hiện là thông tin chính thức chị gái này đang lưu hình như trên thì liên hệ giúp anh em đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913 78 5858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên chị gái này quay trở về cùng với chồng và các con của mình. Dạ, cuối video cho phép công Trần Tina thay mặt các anh em Hiệp Sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.